ngày 17 tháng 10, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, gọi tắt là Tập đoàn FLC, có văn bản gửi tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn lại chi phí do chủ đầu tư đã thực hiện đối với 6 dự án tại khu đô thị mới Vạn Tường, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Tập đoàn FLC cho rằng, theo sự kêu gọi của tỉnh Quảng Ngãi về việc tự nguyện trả các dự án để thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư đã đồng thuận hưởng ứng và tự nguyện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động 6 dự án khu đô thị Vạn Tường, gồm khu đô thị Vạn Tường 7 với diện tích 30,49 ha, khu đô thị Vạn Tường 8 với diện tích khoảng 44,65 ha, khu du lịch sinh thái Vạn Tường 9 với diện tích khoảng 12,9 ha, khu du lịch sinh thái Vạn Tường 10 với diện tích khoảng 9,04 ha, khu du lịch sinh thái Vạn Tường 11 với diện tích khoảng 12,3 ha, khu du lịch sinh thái Vạn Tường 12 với diện tích khoảng 28 ha. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý như khảo sát địa hình, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, rà phá bom mìn, khảo sát địa chất cũng như đang trong quá trình chi trả giải phóng mặt bằng, với tổng chi phí đã giải ngân hơn 80,5 tỷ đồng. Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi bàn giao đất nhưng sau nhiều năm triển khai, cả 6 dự án đều dở dang, nhiều khu đất bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Trên cơ sở đó, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo thống nhất chấm dứt hoạt động 6 dự án trên theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ thời điểm tự nguyện trả lại dự án, Tập đoàn FLC và các đồng chủ đầu tư chưa nhận được bất cứ thông tin, phản hồi, hướng dẫn về việc hoàn trả đối với chi phí đã đầu tư tại dự án. Theo Tập đoàn FLC, hơn 80,5 tỷ đồng là số tiền lớn và cần thiết đối với Tập đoàn FLC cùng các công ty trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, Tập đoàn FLC thay mặt các chủ đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm có giải pháp hoàn trả chi phí mà tập đoàn đã chi trả cho việc triển khai các dự án hoặc có phương án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ đầu tư dự án. Tập đoàn FLC khẳng định, nếu tỉnh Quảng Ngãi không hoàn trả số tiền này thì chưa thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để tiếp tục thực hiện, triển khai các dự án liên quan.